cùng toàn thể các em học sinh đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cờ. Toàn trường chú ý, nghỉ, nghiêng. Chào cờ, chào. Tiếng trống trường rộn ràng ngân vang giữa đất trời, khăn đỏ tung bay trong nắng sớm mùa thu. Ngày hội khai trường với biết bao niềm vui đang ngân lên trong lòng chúng ta như khúc hát tươi tắn. Phía trước là bầu trời ước mơ rộng mở, là bảng xanh, phấn trắng, trang sách hồng đang chờ đón các em. Hôm nay, quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh vui mừng chào đón hơn 1.400 em học sinh bước vào một mùa khai trường mới. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tới dự lễ khai giảng, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu. Về phía Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã Tả Thanh Hoai, tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Ngô Vi Thắng, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Về ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Quốc Phương, Phó trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh. Cùng các ông bà trong ban đại diện cha mẹ học sinh của trường có mặt đông đủ, xin được nhiệt liệt chào mừng. Cùng sự có mặt của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh, một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, các vị khách quý. Sau đây xin phép được thông qua chương trình làm việc của buổi lễ. Ổn định tổ chức, đón đại biểu, đón học sinh khối 6, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng, đánh trống khai trường, văn nghệ chào mừng, bế mạc. Kết thúc chương trình, mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo tọa đàm tại văn phòng nhà trường. Thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020. Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên thân mến, nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã và đang làm trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thị Hồng Thịnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, lên đánh trống chào đón năm học mới và phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc cha mẹ học sinh kính mến cùng các thầy cô giáo và các em học sinh. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt ban lãnh đạo nhà trường xin gửi tới quý vị đại biểu, các bậc cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo và hơn 1.400 học sinh lời chào trân trọng và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân ngày khai giảng năm học 2019-2020. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo,
Tôi xin chân thành cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của các đồng chí trong năm học vừa qua đã xây dựng nên những thành tích của nhà trường rất đáng trân trọng và tự hào. Để viết tiếp nên những trang truyền thống vẻ vang của nhà trường với 59 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường cần nỗ lực và tâm huyết hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà xã hội, cha mẹ học sinh gửi gắm để góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực đào tạo cho xã hội. Tôi mong rằng mỗi thầy giáo, cô giáo hãy cùng nhau truyền ngọn lửa đam mê, ham học hỏi, sáng tạo tới các em học sinh để nhằm đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới, nhằm giúp các em phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Mỗi thầy cô giáo thật sự là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. Các em học sinh trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai thân mến, cảm xúc ngày khai trường của các em ngày hôm nay, cô tin tưởng là các em vẫn đang rất háo hức để bước vào năm học mới với nhiều dự định và hoài bão trong tương lai. Vậy các em hãy cố gắng phấn đấu ngay từ bây giờ. Các em hãy thương yêu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi hoạt động, tránh xa những cám dỗ của xã hội, luôn tự giác, sáng tạo trong học tập cũng như hoạt động tập thể. Mỗi bước em đi, mỗi việc em làm đang góp phần xây dựng nên hình ảnh ngôi trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai thân yêu. Thật tự hào khi các em được học tập và rèn luyện trong ngôi trường có bề dày lịch sử. Càng tự hào hơn khi mảnh đất quê hương xã Tả Thanh Oai đã sinh ra biết bao nhiêu danh nhân văn hóa như cụ Ngô Thị Sĩ, cụ Ngô Thị Nhậm, cụ Đỗ Ngọc Du, v.v. Hãy trân trọng, gìn giữ và phát huy những điều tốt đẹp nhất mà ông bà, cha mẹ, thầy cô và xã hội luôn dành cho các em. Phải học tập và tu dưỡng sao cho thật xứng đáng với sự quan tâm đó. Các bậc cha mẹ học sinh kính mến, tôi xin được cảm ơn tất cả các quý vị đã tin tưởng khi gửi con em mình vào ngôi trường này. Những thành tích mà nhà trường đã đạt được như ngày hôm nay có sự đóng góp công sức không nhỏ của các quý vị. Tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các quý vị trong công tác giáo dục con em mình ở năm học 2019-2020 và những năm học tiếp theo. Các hoạt động giáo dục của nhà trường sẽ không thể thành công nếu không có sự ủng hộ và hợp tác của quý vị. Kính thưa các quý vị đại biểu, cha mẹ học sinh, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến, năm học mới đã bắt đầu, nhiều thử thách trước mắt, nhưng chúng ta tin tưởng rằng bằng tất cả sự nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công và thắng lợi mới. Hãy cùng nhau xây dựng một môi trường giáo dục tốt đẹp nhất để dành cho các em học sinh, chủ nhân tương lai của đất nước. Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí, cán bộ, giáo viên, nhân viên lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Chúc các em học sinh trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai luôn chăm ngoan, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân Thăng Long của đất nước. Chúc lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 của trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai thành công tốt đẹp. Trong không khí phấn khởi chào đón năm học mới của thầy trò trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai, tôi xin phép tuyên bố khai giảng năm học 2019-2020 và đánh những hồi trống để chào đón năm học mới. Tiếng trống khai giảng năm học 2019-2020 đã rõ ràng vang lên. Tiếng trống thân thương gần gũi với tuổi học trò, tiếng trống đổ hồi báo hiệu của năm học mới bắt đầu. Phải chăng từ xa xưa, từ buổi bình minh rực nước, tiếng trống đổ ngọc lũ đã ngân vang khai sáng nước văn lang. Ngày nay tiếng trống trường lại tưng bừng rộn rã, tiếng trống thân thương và rất gũi tự hào của trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai mến yêu. Tiếng trống như thúc giục chúng ta theo nhịp trống rộn, hãy tiếp bước cha anh trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là chủ nhân Thăng Long ngàn năm văn hiền. Toàn trường hãy đổ một tràng pháo tay thật ròn rã để chào mừng năm học mới 2019-2020 với hứa hẹn thật nhiều thành công, thật nhiều thắng lợi, hướng tới chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống thành lập trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai. Vừa rồi, chúng ta đã kết thúc phần lễ chào đón năm học mới.
Giờ đây thầy và trò trường chúng ta sẽ cùng đắm chìm trong các tiết mục văn nghệ do đội ca khúc Măng Non của nhà trường biểu diễn chào mừng thành công của buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. Mở đầu là bài hát múa chào năm học mới. Xin kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các em đón xem. Trình bày thank you.
tràn đường hoa nắng cười lên và gió quát bạn họ trong tiếng che thơm của vui cười và nắng trên lá rêu ngày xanh tươi rạng Việt Nam ơi. Thank you.
Xin mời toàn trường chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để cổ vũ các tiết mục văn nghệ vừa rồi ạ. Chương trình khai giảng năm học mới của trường Trung học cơ sở Tả Thanh Mai đến đây là kết thúc. Thay mặt ban tổ chức, cảm ơn sự có mặt của các vị đại biểu, các đồng chí cán bộ, giáo viên cùng toàn thể các em học sinh. Chúc một năm học mới tràn đầy quyết tâm và thắng lợi mới. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời các vị đại biểu lên chụp ảnh lưu niệm cùng nhà trường.